Hiện nay, thính giả đang có xu hướng chuyển từ nghe radio truyền thống sang nghe phát thanh trên các nền tảng số như trên website và ứng dụng điện thoại di động. Để giúp họ tiếp cận được thông tin nhanh, chính xác và được tương tác nhiều hơn trên sóng phát thanh bắt kịp xu hướng đó, kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục có những đổi mới theo hướng đa nền tảng, tăng tương tác để thực sự là tiếng nói gần gũi, thân thiết của người dân Hưng Yên và cả nước. Phóng sự thực hiện nhân ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh trực tiếp kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc điện thoại kết nối của một thính giả. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng đa nền tảng như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn và kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên để thính giả tăng sự tương tác, dễ tiếp cận. Là người lái xe thì tôi cũng rất hay nghe radio, vì khi đấy là mình chỉ cần nghe và tập trung lái xe, nhất là cái chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ở trên kênh 92,7 MHz. Các cái chương trình đấy thì tôi nghe rất thường xuyên, về cập nhật rất nhanh trên những cung đường, nhất là tắc đường hoặc là tai nạn, người phản hồi về cho chương trình thì chương trình hồi đáp lại cũng nhanh chóng và kịp thời, khiến tôi đi lại rất thuận tiện. Chương trình của Đài Hưng Yên mang rất nhiều thông điệp cũng như ý nghĩa, rất là gần gũi và nó rất là chân thực. Mình là một chủ doanh nghiệp cũng nhỏ nhưng rất hay là thường xuyên nghe và cũng như là truyền đạt lại cho anh chị em lao động công nhân chúng ta biết được là các chính sách cũng như các chế độ đãi ngộ của nhà nước cũng như là chủ doanh nghiệp đối với người lao động cũng như là của các công ty khác, để mình làm sao để chăm lo đời sống cho người lao động nó tốt hơn. Nhờ sóng kết nối 92,7, không ít thính giả đã tìm được đồng đội, người thân, bạn bè sau nhiều năm thất lạc. Không những vậy, chương trình còn là cầu nối với nhiều thính giả, giúp họ trở thành những người bạn thân thiết dù chưa từng gặp gỡ. Tôi thường nghe chương trình phát thanh truyền hình Hưng Yên và được biết kênh 92,7 giao lưu và kết nối cho chúng tôi được gặp gỡ nhau và quen rất được nhiều người trên mọi miền đất nước. Đài Hưng Yên mình nói chung là bây giờ mấy năm nay là tôi thấy rất là phát triển. Các chương trình như là văn hóa, văn nghệ, rồi là đời sống, nói chung là mọi mặt, các thính giả ấy, gần xa mà quen thân nhau, xích gần nhau hơn. Tiếp đối thành công của các chương trình trên sóng phát thanh, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ có thêm nhiều chương trình phát thanh mới hấp dẫn, bổ ích như chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp, hiểu đúng để sống khỏe, thể thao, tự tình cùng bạn và bí ẩn của cuộc sống. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thính giả gần xa, giúp FM 92,7 đến gần hơn với công chúng và là người bạn thân thiết của mọi người, mọi nhà,